Các sự cố liên quan đến y tế đã trở nên quen thuộc trong suốt thời gian qua, đặc biệt là những sự việc đau lòng liên quan đến các sản phụ. Chỉ trong ngày hôm qua, ngày 19 tháng 8, đã có hàng loạt ca tai biến xảy ra tại một số bệnh viện trên cả nước. Sự vụ mới nhất xảy ra vào ngày hôm qua, khi thai phụ Nguyễn Thị Hiếu được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và được chuẩn đoán thai đã chết lưu. Sau khi mổ lấy thai được 5 tiếng, thì chị Hiếu cũng tử vong ngay tại bệnh viện. Trước đó, các chỉ số đều bình thường. Hiện cái chết của thai phụ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Sở tế Thanh Hóa cũng đã niêm phong hồ sơ bệnh án của nạn nhân. Cũng trong ngày hôm qua tại Bắc Giang, sau ca sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường đã tử vong bất thường. Cho rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, hàng chục thân nhân đã đưa thi thể nạn nhân đến Bệnh viện huyện Hiệp Hòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Trưa nay, cơ quan công an và đại diện bệnh viện bước đầu đã có buổi làm việc với gia đình nhiều kiến xung quanh về những cái chết bất ngờ này đều cho rằng các bác sĩ trong kiếp trực làm việc thiếu trách nhiệm